Chương 6. Hành đạo độ sinh. Mùa xuân, chư vị tổ chức lễ cầu nguyện ở chùa Quy Hóa, Hòa Thượng Khế Mẫn thỉnh tôi ra thất đến chùa giảng kinh Duyên Giác và tứ thập nhị chương, quy y cho hơn 3.000 người. Mùa thu, Ngài Mộng Phật mời tôi đến chùa Cung Trúc giảng kinh Lăng Nghiêm. Ở tại đây, các bản kinh Lăng Nghiêm cùng thơ Hàng Sơn bản khắc hiện vẫn còn ở chùa này. Mọi người mời tôi truyền giới, Phật sự xong, Quan Phủ Đại Lý và Trương Tùng Lâm, Lý Phước Hưng cùng tăng chúng đến trước tôi qua Đại Lý, ngủ ở chùa Tam Tháp Sùng Thánh, thỉnh tôi giảng kinh Pháp Hoa, mấy ngàn người đến quy y. Quan Tự 30 Giáp Thìn, năm 1904, 65 tuổi. Đề đốc Lý Phước Hưng mời tôi lưu lại Sùng Thánh. Tôi nói, tôi không muốn ở thành thị, trước đây từng phát nguyện sẽ đến cất am ở núi Cây Túc, nhưng bị các vị nơi đó ngăn cấm, nay các ông đã có lòng hộ pháp. Nếu có thể thì xin cấp cho tôi một mảnh đất ở Cây Túc, để tôi cất am chiêu đãi khách thập phương, hầu cứu giảng tình thế suy đồi của tăng chúng dân Nam và hoàn thành tâm nguyện, phục hưng đạo tràng Ngài Ca Diếp, tôi chỉ mong được như thế. Các quan tán đồng và ra lệnh cho tri huyện, biện lý huyện Tân Xuyên lo liệu. Kết quả, họ tìm được một tu viện hư hoại trong núi là Am Bác Du. Tôi liền đến đó ở. Chỗ mới này tuy không có phòng ốc, ăn chẳng chứa đồ cách đêm, nhưng tứ chúng mười phương đến đây đều được tôi dùng lễ tiếp đón tử tế. Am Bác Du. Am Bác Du bị bỏ hoang kể từ năm Gia Khánh. Do thấy bên phải cổng chính có một tảng đá to nằm chắn, tạo thành thế bạch hổ không tốt, nên tôi quyết định dời đá đi và sẽ cho đào ao phóng sinh nơi đây. Khi đào đất xem xét, thấy tảng đá không ăn sâu xuống, chỉ cao khoảng 3m13, rộng 2m53, trên mặt bằng phẳng, có thể ngồi kiết già trên đó được, nên tôi quyết định dời nó qua phía tả, cách xa chỗ cũ hơn 90m. Nhân công tụ họp cả trăm người, tráng sức khiêng đẩy xeo suốt 3 ngày mà tảng đá không nhúc nhích. Họ bỏ đi thẳng, tôi bèn cầu chư thần và Lam gia hộ, tụng chú Phật rồi gọi hơn 10 vị tăng đến phụ tôi khiêng tảng đá qua phía tả an toàn. Việc này làm chấn động đám người bu xem, ai cũng kinh hãi vì sức thần trợ giúp. Nhân việc này, họ ghi vào tảng đá là Dân Di Thạch. Các nhân sĩ đại phu làm thơ vịnh rất nhiều, tôi cũng ghi bài thơ. Đá nằm sừng sững đến lạ lùng, dung nhan xưa cổ nhuộm rêu phong. Trời làm chưa trọn chờ ta đấy, xem mây biến hóa ướt theo rồng. Dời núi cả cười ngu công dụng, nghe pháp từng nghi hổ gõ thùng. Từ đây tám gió xô chẳng động, băng tan bầu bạn với ngàn thông. Bác Du ủng hộ Phạm Chương Cung, Ca Diếp đầu đà lưu hành tung, học đạo quảng chi ngàn vạn lý, lên núi vượt qua cả ngàn trùng, bao năm linh thạch rêu mờ phủ, dòng trăng cá quẩy giỡn bóng tùng, nhìn xuống Cửu Châu mờ khói bụi, gió trời thoảng nhẹ tiếng chuông ngân. Vì trùng tu chùa viện, tiếp đãi khách thập phương, phát triển công việc nên cần phải gấp rút quá duyên. Tôi giao sư giới trần lo liệu việc trong chùa, còn mình thì đi đằng xung. Từ Hạ Quan qua Vĩnh Xương đến Hòa Mộc Thọ. Trì Địa Bồ Tát. Nghe kể trước đây vùng này có con đường đầy ổ gà, lòi lõm dài tới mấy trăm dặm, rất khó đi. Quan nhân chưa từng tu sửa. Có một nhà sư ở tỉnh khác đến, thấy vậy phát tâm tu bổ lại con đường, tự mình chịu nhọc ra sức làm mà không hề quyên mộ chi.
Tùy khách qua đường hiến tặng thức ăn, vị sư này sửa đường trồng trá, ngót mấy mươi năm nay, miệt mài chăm chỉ. Con đường này nhờ có sư ra công tu bổ, nên mười phần đi được hết chín. Dân địa phương mang ơn lắm, đòi tu bổ lại ngôi chùa Khổng Tước Minh Dương cho sư ở. Nhưng sư không chịu, chỉ nguyện sửa đường thôi. Tôi nghe kể rất hiếu kỳ, đi đến gần tối thì gặp một vị sư tay cầm cuốc xẻng đang trên đường về. Vừa thấy ông, tôi tiến lại xá chào, hỏi thăm, nhưng ông chỉ nhìn mà không đáp. Tôi chẳng quan tâm, lẻo đẻo theo tới tận chỗ ông cư ngụ. Ông thả dụng cụ xuống, leo lên bồ đoàn ngồi. Tôi thăm lễ, ông cũng chẳng thèm dòm tới. Không nói không rằng, tôi bèn ngồi đối diện với ông. Hôm sau, ông vo gạo tôi nhen lửa, cơm chín, ông không mời. Tôi cũng cầm bát tự đơm đầy cho mình. Ăn xong ông vác cuốc, tôi gánh sọt, cùng làm việc khiêng đá, xúc đất, ban đường. Cùng làm cùng nghỉ, như thế được hơn 10 hôm, mà vẫn chưa chuyện trò, hai bên đều im lặng. Chứ nhận cầu dòng là ráng chiều. Một tối nọ, trăng chiếu sáng như ban ngày, tôi ngồi chiếc già trên tảng đá lớn ngoài chùa. Đêm chưa khuya lắm, ông đi nhè nhẹ đến sau lưng tôi hét to: "Ở đây làm gì?" Tôi hé mắt đáp: "Xem trăng." "Trăng ở đâu?" Tôi đáp: "Chiếu sáng dần dặt." Ông bảo: "Đồ đa ngư mục chơn nan biện, hưu nhận hỏng nghê thị thái hà." Rất nhiều mắt cá khó phân biệt. Chứ nhận cầu dòng là ráng chiều. Tôi đáp: "Quan hàm dạng tượng vô kim cổ, bất thuộc anh dương tuyệt chướng giá." Sáng dung dạng tượng vô kim cổ, chẳng thuộc âm dương bật ngăn che. Ông nắm tay tôi, cười to, nói: "Khuya rồi, mời thầy về nghỉ." Sáng ra, ông hoan hỷ bắt chuyện, xưng mình tên Thiền Tu, người Tương Đàm, xuất gia từ bé, năm 24 tuổi, nơi Thiền Đường Kim Sơn, được chỗ Thôi Dứt. Sau đó, ông đi viếng cảnh núi đến Tây Tạng, qua Miến Điện rồi về nước. Thấy con đường này khúc khuỷu, nghĩ tội nghiệp người, ngựa đi vất vả. Vốn mến mộ hạnh ngài Trì Địa Bồ Tát, nên ông đến đây nguyện ra sức tu sửa. Đến nay đã mấy mươi năm, giờ ông đã 83 tuổi, chưa gặp được tri kỷ. Nay hữu duyên, may mắn hạnh ngộ một người như tôi nên giải bày hết tâm tư. Tôi cũng kể ông nghe chuyện của mình. Hôm sau ăn sáng xong tôi cáo từ, cả hai đồng cười lớn và chia tay. Kính thỉnh Hòa Thượng đến tụng kinh. Tôi đến đằng xung quyên góp, đang ở hội quán Hồ Nam. Chưa kịp trình sổ ra đã thấy có mấy người mặc đồ tang đến, dập đầu làm lễ thưa: "Kính thỉnh Hòa Thượng đến tụng kinh." Tôi đáp: "Tôi không phải thầy đám." Các hiếu tử thưa: "Xin Hòa Thượng hãy vì chúng con mà tụng kinh dùm." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ở đây không có Hòa Thượng nào sao?" Vị chủ tiệm giải thích: "Đại sư nên đi tụng kinh, sự việc thật trùng hợp. Nhóm người này là con cháu của Ngô Thái Sử. Thái Sử bình sinh tu trì rất cẩn mật. Mấy mươi năm nay, ai cũng ca ngợi ông là bậc thiện nhân. Ông thọ hơn 80, con cháu có tới mấy chục người. Đậu hiếu liêm mấy vị, tú tài còn nhiều hơn. Khi sắp mất, ông tự xưng là Hòa Thượng, dặn con cháu dùng tăng phục mai táng, cấm không cho khóc lóc, không được sát sinh hay rước thầy đám đến tụng kinh. Ông còn dự báo là sẽ có một vị cao tăng đến làm lễ siêu độ cho mình." Nói xong, ông ngồi xếp bằng mà mất. Trải qua mấy ngày, mặt mũi vẫn tươi như lúc còn sống. Hôm nay đại sư đến đây quả thật là có duyên. Tôi nghe vậy bèn nhận lời, đến nhà họ tụng kinh, làm lễ thí thực suốt 7 ngày. Dân chúng trong làng cùng các vị quan nhân thân sĩ đều đến tỏ lòng hoan hỷ, mừng rỡ tán thán, xin quy y hơn 1000 người. Các quan vị hưu cũng nài thỉnh, khẩn khoản năn nỉ xin tôi hãy trụ lại đằng xung. Tôi giải thích:
tôi vì phát nguyện trùng hưng đạo tràng núi Gây Túc nên mới đến đây quyên góp, do vậy chẳng thể ở lại đây được. Họ hiểu ra, vui vẻ đua nhau hỷ cúng. Tôi trở về núi có đủ tiền để kiến tạo phòng ốc, bèn soạn lập thanh quy, tổ chức tọa thiền giảng kinh, chấn chỉnh luật nghi, mở đàn giới. Năm ấy bốn chúng đến cầu giới hơn 700 người. Các chùa bản địa ở đây cũng dần thay đổi theo, chịu mặc đúng pháp phục, ăn chay và cho tu sĩ đến nghỉ lại. Năm này Nhật Nga khai chiến, Trung Quốc tuyên bố đứng ngoài cuộc. Ngài Hư Dân kể. Một, Ngô Thái Sử. Nguyên trước đây chùa Vạn Phật, ngoài cửa Đông Đằng Xung, có một lão tăng cả đời hành đạo chí thành, chuyên niệm Phật và tụng kinh Kim Cang. Lúc đó Ngô Công, ông nội của quan Ngô Thái Sử, thường cúng dường vị tăng này. Khi con dâu Ngô Công sắp sinh, cụ bỗng thấy lão tăng nọ hiện đến, đi thẳng vào phòng mình. Sau đó, nàng dâu liền sinh ra đứa con trai là Ngô Thái Sử hiện thời. Ngô Công lấy làm lạ, bèn cho kiểm tra thử, mới hay ở bên chùa Vạn Phật, lão tăng kia đã viên tịch. 2. Thái thú Trần Lan Khanh. Thái thú Trần Lan Khanh quê ở Chiết Giang, Thiệu Hưng sinh trưởng tại Cung Minh, quy y với hòa thượng Nham Lâu. Bình sinh ông dốc lòng niệm Phật, thường trì kinh Kim Cang. Lúc trẻ đi thi, vừa đặt chân đến Hàng Châu thì có cảm giác nơi đây là cố hương của mình. Rồi ông sực nhớ kiếp trước mình chính là vị tăng sĩ tu tại chùa Tây Hồ. Ông thường kể chuyện này cho bạn bè nghe, tả danh vách về ngôi chùa, về cách bài trí trong phòng, cho đến từng ngọn cây, cọng cỏ, hoa lá mọc trong vườn chùa. Mọi người không tin, cho là hoang đường. Họ tìm đến tận chùa Tây Hồ để kiểm chứng, thì thấy tất cả đúng y như lời ông kể. Ông còn nói vợ mình hiện nay kiếp trước là nữ đàm diệt, làm chủ tiệm hàng mỏ cạnh chùa, từng cúng dường ông một chiếc cà sa. Do có chút cảm tình mến mộ mà đời này kết thành duyên nợ. Người nghe đều cho là lạ kỳ, càng tăng thêm tính tâm. Cuộc sống thái thú rất nhiều phúc báo, con cháu đông. Hiện đời tuy ông tin Phật, chịu niệm Phật mà không có ý khoác áo nâu sòng. Năm Quan Tự 33, tôi đến chùa Phúc Hưng ở Cung Minh, thường cùng ông trò chuyện, có nhắc nhở nhiều lần, nhưng ông không tỉnh. Trong kinh nói phú quý học đạo nan, nghĩ thật đúng và đáng tiếc lắm vậy. 3. Tăng Diệu Trạm. Tăng Diệu Trạm ở chùa Nhiên Đăng, Cung Minh, tu pháp niệm Phật và thuộc lòng hết kinh Hoa Nghiêm. Thầy sống rất giản dị, ngoài chiếc áo nạp không có vật dư, dốc lòng hoằng dương tịnh độ, đạo phong quảng bá khắp cùng. Tổng đốc Sầm Dục Anh, Dương Văn Thiều rất kính tin, thường thỉnh đến dinh quan cúng dường. Sau đó, Dương Văn Thiều được chuyển vào kinh làm quan đại học sĩ. Một hôm, Dương đang ngồi dự tiệc trong nhà, bỗng thấy Trạm đến. Lát sau thì nghe người nhà báo tin tỳ thiếp đã sinh con rồi. Dương liền điện đến Cung Minh hỏi thăm, thì hay tin thầy Diệu Trạm vừa mới nhập diệt. 4. Đề đốc Đường Minh Canh. Đường Minh Canh thường kể tôi nghe kiếp trước ông là một vị tăng tên Chiêu Thông Phủ ở miếu Quan Đế, chuyên tu khổ hạnh, siêu niệm Phật trì kinh. Tổ tiên ông xưa là Phật tử thuần thành, một lòng kính tin Tam Bảo, rất hay cúng dường chư tăng. Khi Minh Canh sinh ra, trụ trì chùa có đến thăm, cũng thường khuyên Minh Canh xuất gia nhưng ông không chịu. Ngài Hư Dân nhận xét, từ Phật giáo truyền sang Trung Hoa, các tông phái rất thịnh, tu theo Phật pháp là để liễu sinh tử. Ngài Vĩnh Gia nói, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu hoàng tu thường tốt trái. Liễu rồi nghiệp chướng vốn là không, chưa liễu hoàng thân đền nợ trước. Liễu hay chưa liễu, hành giả phải để tâm suy xét. Dẫu có khác đường đi, sông đích đến vốn đồng, giống như trăm sông đều đổ về biển cả.
những vị tăng kể trên đây đều có công phu hành trì chân chánh, song tất cả đều sinh làm con nhà đàm diệt, là đích thân tôi chứng kiến hay nghe kể, âu cũng là ngã rẽ tạm thời. Nhưng nhân đây, xin nhắc các vị tu hành phải luôn tự cảnh giác, sách tấn mình. Quan Tự 31, 1905, Ất Tỵ, 66 tuổi. Mùa xuân, Hòa Thượng Bảo Lâm chùa Thạch Chung mời tôi đến truyền giới. Giới tử có hơn 800 người. Phật sự xong, sư giới trần bế quan tại Am Bác Du, còn tôi đi Nam Dương Hoằng Hóa. Vị trụ trì kỳ lạ ở Miến Điện. Tôi đến chùa Thái Bình miền Nam Miến Điện, giảng xong kinh Di Đà thì số người quy y lên khoảng vài trăm. Công việc hoàn tất, tôi vượt núi Giả Nhân đến Hỏa Thành, Tân Nhai. Do bị nhiễm khí độc ở núi Giả Nhân nên đến đây thì phát bệnh nặng, phải nghỉ tạm trong cái chòi trên đường. Ngày đêm trời nóng như thiêu, tôi ráng đi đến chùa Quan Âm ở Liễu Động, gặp vị trụ trì người Trung Quốc tên Định Như. Mới đầu tôi xá chào, ông không thèm ngó tới. Tôi bèn lên chánh điện tĩnh tọa. Chập tối, tới khóa lễ tụng kinh, ông lên điện khai chuông, tôi phụ đánh trống. Khi tụng xong bài sám hối, ông sướng giết 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 và lễ ba lạy. Sáng mai lên điện tụng xong, ông cũng lễ ba lạy và làm y như vậy. Tôi lấy làm lạ nên không bỏ đi. Ngày ba bữa trong thức ăn, ông đều dùng hành, tỏi, sữa bò và các thức tạp. Tôi không ăn được nhưng không nói gì, đành uống nước. Ông thấy vậy sai người nấu cháo không bỏ hành, tỏi, tôi mới ăn được. Đến ngày thứ bảy, ông mời tôi uống trà. Tôi hỏi ông, vì sao phải hô giết rồi lại như thế? Ông đáp, giết quỷ. Và kể tôi nghe, quê ông ở Bảo Khánh, cha làm quan võ, mất tại Chân Nam. Ông xuất gia tu ở chùa Phổ Đà, học vẽ với Hòa Thượng Trúc Thiền. Hơn 10 năm trước, ông từ Hương Cảng đến Tinh Châu, lúc lên thuyền bị một người Âu ngược đãi thậm tệ, nên từ đấy ôm hận không nguôi. Ở đây, tranh ông vẽ khéo, được nhiều người ưa chuộng nên kinh tế khấm khá. Kể xong ông bảo, suốt 10 năm nay tôi thấy các khách tăng đến đây đa số toàn có tính khí kỳ ôn, chẳng ai có được đạo hạnh chuyên dung vô ngại như thầy. Bởi thấy thầy đàng hoàng, tôi kính quý lắm nên mới giải bày tâm sự. Tôi khuyên ông quán thân bình đẳng, nhưng ông có vẻ chưa nguôi ngoai. Bệnh tôi thuyên giảm dần rồi bình phục, tôi cáo từ. Ông kiên quyết giữ lại, tôi giải thích mình còn trọng trách phải đi hóa duyên, ông mới chịu để tôi đi. Ông cúng dường tiền lộ phí, lo lương thực và mua vé xe cho tôi đến Ngưỡng Quan. Sốt sắng đánh điện báo tin cho cư sĩ Cao Vạn Bang đến đón tôi rồi trân trọng từ biệt. Tôi đến Ngưỡng Quan, gia đình Cao cư sĩ cùng giám diện tín nguyên chùa Long Hoa ra đón. Gia đình họ Cao rất quý tôi. Họ nói, chúng con nghe Hòa Thượng Diệu Lão nhắc thầy mãi, mấy chục năm nay bặt tin, giờ thầy đến hẳn ngài vui lắm. Vừa rồi chúng con nhận được tin Hòa Thượng Diệu Lão đang định trở về Đường Sơn để tu sửa Ninh Đức Quy Sơn lại. Hôm sau tôi đi viếng tháp Đại Kim, tham quan các thắng cảnh xong thì vội vã cáo từ vì lo Hòa Thượng đang gấp về nước. Cao cư sĩ tiễn tôi lên thuyền và đánh điện cho chùa Cực Lạc, đảo Tân Tức hay để lo tiếp đón. Bị đưa tới một vùng núi xa tích, thuyền cập bến, do trên thuyền có người bệnh dịch chết nên phải treo cờ cấm. Tất cả hành khách đều bị đưa tới một vùng núi xa tích để xét nghiệm. Hơn ngàn người bị đưa lên núi, không có nhà trú ngụ nên phải ở ngoài trời, chịu cảnh phơi mình ngoài nắng mưa. Hàng ngày, mỗi người được phát một chén gạo và hai củ cải tự nấu nướng lấy. Bác sĩ đến khám ngày hai lần. Được một tuần thì số người được cho về hơn phân nửa. Đến ngày thứ 10 thì tất cả đều được về hết, chỉ còn lại mình tôi. Điều này khiến tôi càng sốt ruột, mà càng nôn nóng, bệnh càng nặng thêm, toàn thân đau đớn, tôi bỏ ăn dần.
Đến ngày thứ 18, y sĩ đến thăm, khiêng tôi sang một ngôi biệt thất vắng vẻ không người. Tôi mừng lắm. Có một ông già đi tuần tra đến hỏi thăm, biết tôi là người Tuyền Châu, ông thở dài, nói: "Chỗ này là dành cho bệnh nhân sắp chết ở. Họ đem thầy vô đây, nghĩa là thầy chỉ còn nước, nằm chờ họ mổ phát khám nghiệm thôi." Tôi giải thích cho ông hiểu là tôi có nhiệm vụ phải đi đến chùa Cực Lạc. Ông nhìn tôi thương hại, bảo: "Thôi, để tôi mang thuốc đến cho thầy dùng." Rồi ông trao cho tôi chén trà thần cúc. Tôi uống cạn. Hai ngày sau, thấy trong người có vẻ khỏe hơn. Ông già dặn: "Khi bác sĩ đến, hãy nghe tiếng tôi tằng hắng ở ngoài, thì thầy phải lo mà ngồi dậy liền nghe. Ráng phấn chấn tỏ vẻ cho tôi tỉnh đó. Nếu họ đưa thuốc thì tuyệt đối không được uống." Ôi trời ơi, nguy rồi! Y sĩ đến, mọi việc diễn tiến như lời ông lão dặn. Kẹt một điều là khi họ lấy thuốc, rót nước, ép tôi uống quyết liệt, đến nỗi tôi không thể không tuân, bất đắc dĩ phải nốc cạn. Y sĩ đi rồi, ông lão bước vào hỏi thăm. Nghe tôi kể đã uống hết thuốc, ông hoảng kinh kêu lên: "Ôi trời ơi, nguy rồi! Ngày mai nếu như thầy còn sống thì tôi sẽ cho thầy chút thuốc để thầy uống cầu may. Giờ chỉ còn biết trông cậy vào Phật Tổ gia ân cứu độ cho thầy mà thôi." Sáng hôm sau ông lão đến. Tôi ngồi trên nền đất, mở mắt trao tráo mà không thấy gì. Ông đỡ tôi dậy, thấy máu tuôn đầy đất. Ông đưa thuốc cho tôi uống, gấp rút thay đổi y phục, lau sạch máu trên nền nhà và nói: "Như người ta mà uống thuốc hôm qua thì không chờ đến tắt hơi đã bị mổ bụng rồi, còn thầy tới giờ vẫn chưa tiêu mạng, đúng là Phật Tổ linh thiệt." Rồi ông dặn tiếp: "Chừng 9 giờ bác sĩ đến, hãy nghe tôi tằng hắng thì thầy phải tráng chữ cho tôi tỉnh nghe." Bác sĩ đến, thấy tôi họ chỉ trỏ cười cười rồi bỏ đi. Đợi ông già vô tôi hỏi thăm, ông đáp: "Họ cười vì thầy chẳng chết đó." Tôi sực nhớ lúc đưa tiễn, cao cư sĩ có tặng cho ít tiền. Tôi lấy 40 đồng trao cho ông già, nói: "Xin biếu bác 20 đồng, đáp tạ lòng chăm sóc. Phần còn lại bác làm ơn tặng cho các y sĩ dùm, miễn sao họ chịu thả tôi đi." Ông già bảo: "Tôi không lấy tiền của thầy đâu. Hôm nay có y sĩ người Âu đến khám, không lo được. Ngày mai có y sĩ người Cát Lãnh, tôi có thể thuyết phục họ." Chiều tối, ông lão đến bảo: "Tôi đã chi 24 đồng, dàn xếp với họ xong xuôi. Sáng mai thầy lên đường được rồi." Tôi nghe nói an lòng, trịnh trọng cảm ơn ông lão. Sáng hôm sau y sĩ đến, xem bệnh xong thì gọi thuyền chở tôi qua biển. Ông già dìu tôi lên thuyền. Vì sao mà ra nông nổi như vậy? Tôi thuê xe hơi đi đến cung Quảng Phước. Các vị ở đấy thấy tôi hình dung quái dị nên chẳng thèm hỏi han, bỏ mặc tôi ngồi suốt 2 giờ. Tôi không nén được bao cảm xúc ngổn ngang, buồn vui lẫn lộn. Vui là mình vừa thoát chết, buồn vì thấy thầy thi khách không tròn nhiệm vụ. Cuối cùng cũng có một vị sư già đến, ra là Thượng Tọa Giác Không. Tôi xưng tên đảnh lễ. Lễ xong thì hết ngốc dậy nổi. Sư Giác Không đỡ tôi dậy, ngạc nhiên hỏi: "Cao cư sĩ đến điện báo tin đã hơn 20 ngày rồi mà không thấy ông tới. Hòa thượng cùng đại chúng thấy đều sốt ruột ngóng trông, vì sao mà ra nông nổi như vậy?" Bấy giờ già trẻ mới xúm lại chật nhà, trăm thuyền đổ về một bến, tiếu tích hỏi thăm, rộn ràng như Tết. Chẳng bao lâu hòa thượng Diệu Lão tới, ngài bảo: "Ngày nào tôi cũng ngóng tin và thầm lo là ông bị tai nạn gì đó. Tôi đang tính về Quy Sơn thì nhận được tin ông đến nên đành quản lại chờ. Vì sao mà lâu thế?" Tôi thưa: "Con thật có lỗi." Rồi tôi thuật lại mọi việc. Hòa thượng và đại chúng nghe kể, vừa sợ vừa mừng, đồng chắp tay niệm Phật rồi cùng về chùa Cực Lạc. Đừng ngồi lâu quá mà sinh bệnh. Hòa thượng nhắc tôi uống thuốc. Tôi thưa: "Con vì được đến nhà, vọng niệm hết sạch,
nghỉ ngơi vài ngày thì khỏe lại ngay thôi. Sau đó Hòa Thượng thấy tôi mỗi lần tĩnh tọa đều ngồi tới mấy ngày, liền khuyên: khí hậu Nam Dương nóng, không giống người nước mình, ông đừng ngồi lâu quá mà sinh bệnh. Tôi thưa: con không biết điều này. Ngài dạy tiếp: ông hãy ở đây giảng một bộ pháp hoa gieo duyên với chúng sinh, còn ta phải trở về nước. Giảng kinh xong, ông đừng về Vân Nam vội, mà hãy ghé Cổ Sơn trước nhé, ta có việc cần nhờ ông. Tiễn Hòa Thượng lên thuyền xong, tôi bắt đầu giảng kinh, quy y cho mấy trăm người. Chư Phật tử ở Mã Lai mời tôi đến đình Thanh Vân giảng kinh Dược Sư. Lúc tôi trở về Cát Long Pha, Kuala Lumpur, thì các cư sĩ Diệp Phật Hữu, Hoàng Chân Phàm Chân Dân mời tôi đến chùa Linh Sơn giảng kinh Lăng Già. Mỗi khi các khóa giảng kết thúc, số người đến xin quy y có hương dạng. Mùa đông, tăng chúng tỉnh điền đánh điện đến báo là chính phủ hiện đang trưng thu tài sản các chùa. Sư ký thiền, bác chỉ Đầu Đà mời tôi về cùng bàn việc cứu giảng tình thế. Nhưng cận Tết rồi, tôi đành ở lại các Long Pha cho hết năm. Quang Tự 32, Bính Ngọ 1906, 67 tuổi. Qua xuân tôi trở về nước, thuyền đi ngang Đài Loan, tôi ghé vào tham quan chùa Linh Tuyền. Sau đó đến Nhật Bản chiêm bái các thắng cảnh Già Lam nổi tiếng. Lúc này hai nước Trung Nhật đang có hiềm khích, nên người Nhật rất để ý đến các tu sĩ Trung Quốc và cấm tiệt không cho tăng Nhật sang Trung Hoa. Tôi rất muốn liên kết Phật giáo đồ Trung Nhật, nhưng thấy chính sự quá căng nên chưa thể tiến hành. Đến Thượng Hải dự hội nghị. Tháng 3 tôi về nước, đến Thượng Hải dự hội nghị cùng sư ký thiền và các đại biểu Phật giáo, rồi cùng lên kinh dâng thỉnh nguyện thư. Đến kinh đô, chúng tôi tá túc tại chùa Hiền Đường, gặp các sư Pháp An Đạo Hưng nghênh đón và chiêu đãi. Túc Thân Dương Thiện Kỳ mời tôi thuyết giới cho Thái Phúc Tấn nghe. Hồi năm Canh Tý, tôi có theo xe vua nên quen biết khá nhiều Dương Công Đại Thần. Họ đến niềm nở hỏi thăm, cùng đóng góp ý kiến và giúp tôi soạn thảo thỉnh nguyện thư dân vua. Nhờ các vị ấy nhiệt tình hộ pháp, yểm trợ hết lòng nên mọi việc suôn sẻ, triều đình ra chỉ dụ. Quang Tự thứ 32, ngày tháng. Thông báo: trước đây khi ban chỉ dụ, triều đình không nêu rõ danh mục nên mới phát sinh tệ nạn quấy nhiễu dân lành. Gần đây nghe kể rằng tại học đường, công xưởng ở các tỉnh đã xảy ra những việc làm sai trái, thậm chí gây tổn hại đến cả người nước ngoài. Như thế hoàn toàn không đúng với tôn chỉ triều đình đã định. Nay, lệnh cho các quan tuần vũ phải thông báo lại cho các quan địa phương biết là đối với các tự viện, chùa, am, dù lớn hay nhỏ, nghĩa là từ đất đai cho đến tài sản, hễ đã thuộc chùa và các tu sĩ thì chính quyền địa phương bắt buộc phải quan tâm bảo vệ, không được phép xâm phạm hay gây tổn hại, tuyệt đối không cho phép bọn sâu dân mọt nước lộng hành, cấm ngập việc tịch thu tài sản chùa. Nay ban vụ này để làm sáng tỏ đường lối nghi thẳng liêm chính của triều đình. Sau khi chiếu chỉ được ban hành, phong trào xâm phạm tài sản chùa chiền ở các tỉnh được dập tắt,